Chào các bạn, mỹ thuật lớp 5, giáo viên thực hiện, cô Huỳnh Thị Kim Cương. Mỹ thuật, bài 28. Vẽ theo mẫu, mẫu có 2 hoặc 3 vật mẫu. Vẽ màu. Phần đầu tiên, cô mời các bạn chúng ta quan sát vật mẫu. Khi chúng ta quan sát, các bạn sẽ trả lời những câu hỏi sau. Mẫu gồm những vật nào? Lọ, hoa và quả. Vật nào đứng trước, vật nào đứng sau? Quả xoài đứng trước, lọ và hoa đứng sau. Màu sắc của các đồ vật như thế nào? Hoa cúc màu vàng, lá màu xanh, bình hoa, lọ hoa màu trắng và màu nâu, quả xoài có màu xanh. Lọ gồm những bộ phận nào? Miệng, cổ, thân, đáy. Lọ có phần nhỏ nhất và phần nào to nhất? Thân lớn nhất, cổ và đáy nhỏ nhất. Lọ nằm trong khuôn hình gì? Khuôn hình chữ nhật đứng. Quả nằm trong khuôn hình gì? Quả nằm trong khung hình chữ nhật nằm ngang. Vừa rồi các bạn vừa quan sát xong chi tiết rất kỹ một mẫu. Thứ hai, các bạn sẽ chuyển qua phần cách vẽ. Cô mời các bạn chúng ta quan sát bước đầu tiên. Dựng khung hình chung và riêng của vật mẫu. Bước thứ hai, phát hình. Bước thứ ba, sửa hình vẽ chi tiết sao cho giống mẫu. Bước thứ tư, vẽ màu. Ở cách vẽ này, với tất cả các mẫu các bạn đều có thể áp dụng được. Nhớ chúng ta sẽ thực hiện theo các bước, từ bước 1 đến bước 4. Bước thứ ba, mời các bạn bước vào phần thực hành. Trước tiên, cô xin nhắc nhở các bạn về phần bố cục, lỗi mà các bạn thường hay mắc nhất. Bố cục ở bài đầu tiên chúng ta thấy nó hơi to, quá to, làm cho cảm giác nó bị chật chội, khó thở, và bố cục không cần đổi. Bài thứ hai, lọ và hoa, quả ở phía xa. Nhìn vào bố cục này chúng ta cảm thấy nó trống trải, rộng quá, lỏng lẻo, rời rạc. Bố cục cũng chưa cân đối, chưa đẹp. Và bố cục thứ ba ở bài vẽ thứ ba, đây là bố cục thuận mắt nhất, dễ nhìn nhất và dễ đẹp nhất. Khi vẽ các bạn nhớ chọn những bố cục cân đối hài hòa, không quá to, không quá nhỏ ở giữa trên giấy nhé. Trước khi các bạn thực hành, chúng ta cùng quan sát một số tranh của họa sĩ vẽ về bố cục, về màu sắc, về chất liệu. Chúng ta hãy ngắm nhìn một chút. Sau đó, cô mời các bạn chúng ta tranh của các bạn học sinh của chúng ta. À, đây, rực rỡ nhiều màu sắc. Các bạn nhỏ vẽ rất đẹp. Sau đây là phần thực hành của các bạn. Nào, lấy dụng cụ ra. Các bạn sẽ vẽ vào vở luyện tập mỹ thuật lớp 5, tập 2, hoặc giấy A4. Còn bạn nào có giấy A3 thì càng tốt, bạn hãy thực hành vẽ thật tốt nhé. Tô màu thật đẹp. Và lưu ý, ở bài vẽ thân mẫu các bạn chú ý bố cục thật đẹp nha. Ở nhà các bạn thực hành xong, các bạn nhớ chụp hình và gửi bài cho cô. Còn bài tập của bạn là bạn có thể dùng những vật mình thích xếp thành một bố cục theo ý của mình và lấy giấy mực ra. Màu ra chúng ta vẽ cho mình một bức tranh tĩnh vật theo ý thích để làm đẹp thêm cho góc học tập của mình hoặc ở nhà của mình trong mùa nghỉ tại nhà. Tiếp tục, để chúng ta học tốt những bài kế tiếp thì cô mời các bạn chúng ta sẽ chuẩn bị trước nội dung sẽ vẽ với đề tài ngày hội. Đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và thực hiện thật tốt nhé. Chào và hẹn gặp lại các bạn những bài sau. Tạm biệt.